Vâng, và để đến với câu hỏi số 3 thì anh Tuấn có thể bật mí giúp em về những cái loại brand mới mà tuần tiếp theo chúng ta sẽ có không ạ? Tại vì em thấy đây là một trong những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra rất là nhiều, tại vì mọi người rất là trông đợi không biết là tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái điều gì mới lạ hay không. Can you review something about the new rank in the following weeks? Because I think this is one of the most important information that our gamer community need to know about this one. Thì tuần này chúng ta tuần trước chúng ta làm quen với hai rank đúng không? Thì tuần này chúng ta sẽ có bốn rank, và như mình đã nói ở trên đấy thì bốn rank này chúng ta sẽ chia theo có level, tức là gì, chúng ta sẽ có bốn rank. Thứ nhất là rank dành cho các bạn nông dân mới, new farmer, các bạn như bạn mới chơi ấy. Những bạn nào level dưới dưới năm, dưới từ level 1 đến level 5 thì các bạn sẽ tham gia phần new farmer này. Thì đây là cái top về trồng cây, tức là tuần trước là trồng cây đúng không, nhưng mà tuần này cũng có trồng cây nhưng mà dành trồng cây cho các bạn dưới dưới level 5 thôi. Tức là tuần trước mà chúng ta chưa bắt nhịp được làm quen thì nó bắt nhịp lại. Tiếp theo là cái rank thứ hai là rank nông dân thành đạt. Nông dân thành đạt thì chúng ta là sẽ kiếm tiền mi cũng giống như tuần trước, kiếm tiền mi nhưng mà mi chỉ từ top 1 đến top 5. Các bạn thấy nó phải có một sự logic luôn. Tuần trước ta làm nào mà chưa quen thì tuần này chúng ta làm tiếp như vậy, coi như là giống như là ôn bài tập về nhà. Thế còn nào đội nào mà làm xong bài tập về nhà rồi thì đi hai rank tiếp theo. Rank tiếp theo chúng ta có rank tiếp theo chúng ta có rank công tử Bạc Liêu. Nghe công tử Bạc Liêu nghe tên là các bạn đã thấy biết là phải làm gì đúng không ạ? Phải tiêu tiền, tiêu càng nhiều thì chúng ta càng giành chiến thắng. Công tử Bạc Liêu. Có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc cái câu chuyện là tại sao lại là tiêu mi, tại sao không phải đua cái khác, bởi vì nhiều bạn ở vòng trước các bạn đua được rất nhiều mi rồi, nhưng mà đến vòng này thì nếu mà các bạn tiêu mi đi thì có phải là bạn tỷ lệ chiến thắng phải rất cao không? Thì cái này chắc lát nữa sẽ trả lời các bạn, kiểu gì các bạn hỏi tôi đến phần trả lời các bạn mình sẽ trả lời. Và tiếp theo ấy là cái rank thứ tư là rank về thực thần. Thực thần là này, các bạn biết là trong cái farming game thì nó sẽ có một cái gọi là thức ăn để hồi phục thể lực. Thì mỗi một gamer thì họ sẽ cần phải ăn cái thức ăn đấy, để họ mỗi một ăn một cái trứng omelette đấy, thì các bạn hồi phục thể lực được khoảng tầm 10 stamina để các bạn có thể tiếp tục làm việc. Thì trong này chúng ta có một cái rank đua là rank thực thần, tức là trong tuần đó bạn ăn càng nhiều trứng thì các bạn càng có khả năng thì các bạn càng cơ hội để càng cao. Nhưng mà tính thì lại chứng mỗi một chứng như tính bằng 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 một point đấy. Yes, okay. Coming to the next week, there are a lot of different that you're going to know. So this week we have up to four brand new rank with the different rule to choose with is a player level. So it's mean like the rank one is mean the new farmer. So this rank is applied for the gamer. For this rank, we have the target audience required from level one to level five. So for this one at the NAM, new farmer, it mean we count this one from like how many tree that you plan for each time, which mean it's gonna be suitable for the person who just start the game and this will be easier. The second tie of rank is rank number two is successful farmer, and the target audience for this one also the gamer from level one to level five. The next one is Duke of Bạc Liêu, or we can say that this level is this rank is more suitable with the person who has money to burn. Guy, yes, you are listening to me. Yes, this rank is for the person who has money to burn. Yeah, this is the rank for special me token in the game with specific activity. And last but not least is rank four, is mean like the god of Eaton. It means it's for the one who can consume who can consume all food in the game. So further information related to each rank from rank one, rank two, rank three, rank four. We're gonna mention this one at the previous question, okay?